chào quý vị các bạn. Hôm nay Lan Chevo xin chia sẻ cho quý vị các bạn cái cảnh con đường thị trưởng cũng như mình sẽ đi dạo vô chợ Phương Xài nha quý vị. Thì hiện tại Lan Chevo đang đứng ngay chỗ góc đường 23 tháng 10 và đường thị trưởng nè. Gần chỗ siêu thị Lotte Mart nè quý vị. Hay siêu thị Lotte Mart. Giờ mời quý vị sẽ đi qua con đường thị trưởng rồi mình sẽ đi vô chợ Phương Xài như vào buổi sáng nha. Đây là con đường thị trưởng là nó sẽ đi thẳng qua kia là gặp đường Phương Xài quý vị. Gặp đường Phương Xài và chợ Phương Xài. Đây là cái bãi giữ xe của siêu thị Lotte Mart Nha Trang. Cái đường đây là cái đường lối ra của tầng hầm. Này ở cái đầu phía ngoài này là nó rất là rộng nhưng mà đi càng sâu vô trong á là nó bị hẹp lại. Bởi vì vô sâu vô trong là nó có cái vách núi là nó dẫn đến nó hẹp hơn. Vách núi đó là nằm phía trên là chùa Long Sơn đó vậy. Cái bức tượng Phật A Di Đà của chùa Long Sơn nó nằm trên đồi Đại Thủy đó, trên cái núi đó. Trên núi đó nhìn xuống là thấy cái phía Phương Xài luôn á. Đó. Đó bây giờ mình vô trong sâu bên trong là đường nó càng hẹp lại này các bạn. Đường nó hẹp mà nó lại hư hỏng hết. Khu này thì dân cư hình ở cũng hồi xưa giờ rồi. Rất là đông đúc. Thấy phía sau là phía bên tay phải của quý vị là cái vách núi á. Ở mấy trên này là núi nè quý vị. Núi đá không? Đá có cây đó. Đây là thuộc đường Phương Xài rồi. Đường thị trưởng hồi nãy có một khúc đầu kia thôi, vua vô đây là thuộc Phương Xài rồi. Đây số 198 Phương Xài rồi. Đây chỗ đây là trạm y tế phường Phương Xài rồi. Đó phía sau là vách núi rồi không? Đó nó trên đồi Đại Thủy. Ở gần dân bà con ở gần dân núi cũng rất là nguy hiểm. Mùa mưa rồi nó mà sạt lở là rất là nguy hiểm rồi. Núi núi đất còn sao núi đá càng nguy hiểm hơn nữa. Năm ngoái cũng có một vụ là cũng bị xảy ra là ở vị thái phía bên kia là cái tượng Phật A Di Đà chùa Long Sơn. Đây còn đây là chợ Phương Xài này các bạn. Chợ Phương Sơn, phường Phương Xài. Đây là đoạn mé bên ngoài chợ trên đường Phương Xài các bạn. Rồi mình vào vô trong nữa nha. Đây bên trong chợ này, chỗ gửi xe rồi. Đi con đường này là mình nhìn lên là mình thấy được cái tượng Phật A Di Đà các bạn. Nè, tượng Phật của chùa Long Sơn. Dưới chân đồi Đại Thủy. Này là dưới chân đồi Đại Thủy, trên đó là đồi Đại Thủy. Khu này là đường bê tông.
ông chợ. Khu nguyên chợ thì cũng rộng. Trong chợ nè, con đeo khẩu trang không được vào chợ. Trong chợ thì chỗ ngoài này bán rau rồi, rau chắc phải vào cái trong dạo. Đây có một cổng nữa, cái chợ nó rất là thấp rồi, chợ nó thấp. Ngoài này đường chắc mới nâng lên cho nên là cái chợ nó thấp đó xuống. Vô chợ chắc tối lắm rồi. Giờ mình vô chợ, chợ Lan Global Way nó sẽ rất là tối. Quầy trước đây là bán quần áo, còn ở phía sau nãy mình đi á là bán rau, cá rồi. Đó, trong chợ phải bật điện rồi, tối quá. Do cái chợ này có vẻ nó hơi thấp cho nên là người ta phải, nó tối quá người ta phải bật điện, mà trong khi đó nó là ở dưới thấp nữa sao? Đây là đường Phun Sơn. Đường Phun Sơn cái hướng này là mình sẽ đi ra ngoài kia là ra đường Trần Quý Cáp đó rồi. Ra chỗ vòng xoay Trần Quý Cáp rồi Thống Nhất rồi á. Đường Phun Sơn này hai bên đường là buôn bán, chợ người ta buôn bán cũng rất là sầm uất, hai bên đường buôn bán rất là nhộn nhịp rồi. Buổi sáng là chủ yếu người dân họ bán thịt cá rồi rau rồi nó tươi nên người ta đi chợ rất là buổi sáng rất là cá rất là tươi rất là ngon. Đoạn này là giao nhau giữa đường Phun Sơn với đường Bến Cá này, Phun Xài với đường Bến Cá này, Phun Xài giao đường Bến Cá. Hai bên chợ rất là nhộn nhịp. Ra đây là ngay chỗ vòng xoay đường Trần Quý Cáp với đường Thống Nhất rồi đường Phun Xài rồi. Ở ngay chỗ vòng xoay rồi. Vòng xoay Phun Xài Trần Quý Cáp. Hai khu đây buôn bán rất là nhộn nhịp. Lan Chavo đang đứng trên đường Phun Xài. Và Lan Chavo xin kết thúc video tại đây nha quý vị. Cảm ơn quý vị đã xem video. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nha. Mến chào quý vị.